Tổng thống Zelensky tiết lộ kế hoạch lật ngược tình thế của Ukraine. Theo RT, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng công nghệ quân sự phương Tây có thể cho phép Kiev tiến hành một cuộc phản công mới chống lại Nga. Trong khi các lực lượng Ukraine hiện đang bị đẩy lùi trên chiến trường, Kiev hy vọng sẽ lật ngược tình thế nhờ viện trợ của phương Tây. Ông Zelensky nói với tờ Bild của Đức trong tuần này, Nga có nhiều người hơn, nhiều vũ khí hơn, nhưng phương Tây có hệ thống vũ khí hiện đại. Nếu chúng tôi nhận được giấy phép sản xuất từ các đối tác của mình, thì vấn đề không phải là số lượng mà chất lượng của vũ khí sẽ quyết định cuộc chiến. Ông Zelensky nói rằng Kiev đã có kế hoạch cho một cuộc phản công mới chống Nga và chỉ ra rằng điều đó phụ thuộc vào việc Mỹ nối lại hỗ trợ quân sự cho đất nước ông và phương Tây nói chung giúp Ukraine tăng cường sản xuất quân sự trong nước. Năm ngoái, Ukraine đã cố gắng phản công, quân đội được trang bị vũ khí và huấn luyện của phương Tây dự kiến sẽ xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga và giành được chiến thắng lớn. Tuy nhiên, họ chỉ giành được những lợi ích lãnh thổ không đáng kể với cái giá phải trả là hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine và làm cạn kiệt kho vũ khí của họ. Nga ước tính tổn thất quân sự của Ukraine từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 10 2023 là khoảng 90.000 quân, 600 xe tăng, 1.900 xe bọc thép khác. Kiev khẳng định rằng họ không thể đàm phán với Nga chừng nào Tổng thống Vladimir Putin vẫn còn nắm quyền và không chấp nhận bất kỳ kết quả nào của cuộc xung đột, không đòi hỏi phải khôi phục hoàn toàn biên giới năm 2014 của Kiev. Mexico thất vọng vì phản ứng của Mỹ với vụ Ecuador đột kích sứ quán. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9 tháng 4, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador lưu ý Tổng thống Joe Biden cho đến nay vẫn chưa lên tiếng phản đối hành động của chính phủ Ecuador. Ông cũng bày tỏ thất vọng khi Mỹ và Canada không phản ứng quyết liệt hơn. Mỹ và Canada là hai đối tác thương mại lớn của Mexico theo thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ. Chúng tôi là đối tác kinh tế và thương mại, chúng tôi cũng là láng giềng với nhau, nhưng quan điểm của họ rất mơ hồ, ông López Obrador nói. Ông cũng kêu gọi hai chính phủ lên án cuộc đột kích theo cách quyết liệt hơn, nhưng nhấn mạnh vấn đề này sẽ không làm suy yếu quan hệ ngoại giao với Washington và Ottawa. Cảnh sát và đặc vụ Ecuador hôm ngày 5 tháng 4 đột kích Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito để bắt cựu phó tổng thống Jorge Glass. Ông Glass từng bị Ecuador kết án tù vì tội tham nhũng liên quan đến tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil. Sau khi ra tù hồi tháng 11 năm 2023, cựu phó tổng thống Ecuador tiếp tục bị phát lệnh bắt với cáo buộc biển thủ khoản tiền dành để khắc phục hậu quả động đất. Ông né tránh lệnh bắt bằng cách vào Đại sứ quán Mexico ở Quito để xin tị nạn từ tháng 12 năm ngoái. Mexico lên án hành vi của Ecuador và nhanh chóng cắt quan hệ ngoại giao với quốc gia Nam Mỹ này, rút toàn bộ nhân viên ngoại giao về nước. Loạt quốc gia ở châu Mỹ, châu Âu và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng lên án vụ đột kích, cho rằng giới chức Ecuador đã xâm phạm Đại sứ quán Mexico, khu vực được coi là lãnh thổ của nước này, theo Công ước Vienna. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6 tháng 4 ra tuyên bố lên án mọi hành vi vi phạm Công ước Vienna, song nhấn mạnh cả Mexico và Ecuador đều là đối tác quan trọng với Washington. Mỹ kêu gọi hai nước giải quyết những bất đồng theo chuẩn mực quốc tế. Tổng thống López Obrador cho rằng tuyên bố của Mỹ không trực tiếp lên án cuộc đột kích và bày tỏ thất vọng khi Canada chỉ đề cập hành vi vi phạm rõ ràng Công ước Vienna. Ngay sau phát biểu mới nhất của Tổng thống Mexico, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tuyên bố Mỹ lên án hành vi vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, trong đó có việc sử dụng vũ lực đối với quan chức sứ quán. Chúng tôi đã xem video về vụ đột kích từ camera an ninh trong sứ quán Mexico và tin rằng những hành động này là sai trái. Chính phủ Ecuador đã coi thường nghĩa vụ của nước sở tại theo luật pháp quốc tế, đó là tôn trọng quyền bất khả xâm phạm của các cơ quan ngoại giao, đồng thời gây nguy hiểm cho nền tảng chuẩn mực ngoại giao cơ bản trong các mối quan hệ, ông Sullivan cho hay. Tuyên bố này được cho là mang tính chỉ trích hơn bình luận trước đó của Bộ Ngoại giao Mỹ về sự việc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mở rộng NATO khiến Nga đối mặt nhiều thách thức hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thừa nhận rằng vị thế thành viên của Ukraine trong Tổ chức Hiệp ước Quân sự Đại Tây Dương NATO đi ngược lại các lợi ích quốc gia của Nga. Theo hãng tin Sputnik, phát biểu ngày 9 tháng 4 tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Austin nói, nếu là Nga, tôi sẽ không muốn điều đó. Ý nói Ukraine trở thành thành viên NATO. Tôi cũng sẽ không muốn Phần Lan và Thụy Điển là một phần của NATO. Ông cho rằng việc mở rộng khối quân sự này trong năm qua đã tạo ra điều kiện tồi tệ hơn cho Nga, qua đó về cơ bản thừa nhận rằng khối quân sự này tiềm ẩn mối đe dọa đối với Moscow.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO và hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington vào tháng 7 tới sẽ làm rõ vai trò của khối quân sự này trong việc hỗ trợ Ukraine về lâu dài. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần phản đối việc mở rộng NATO. Ông cho rằng việc Ukraine gia nhập liên minh quân sự này sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh quốc gia trực tiếp đối với Nga, đồng thời nhấn mạnh Moscow coi tình trạng không liên kết của Ukraine là cực kỳ quan trọng để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm. Mỹ đòi Trung Quốc chịu trách nhiệm nếu Nga thắng Ukraine, Bắc Kinh phản ứng mạnh. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kurt Campbell cảnh báo Mỹ buộc Trung Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine. Theo hãng tin AFP, lời cảnh báo của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell được đưa ra sau khi Bắc Kinh tuyên bố gia hạn các cam kết hợp tác chung giữa Nga và Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 9 tháng 4. Thứ trưởng Campbell, người vô cùng tâm huyết trong việc điều chỉnh các chính sách của Mỹ đối với châu Á, nói rằng việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực châu Âu là sứ mệnh quan trọng nhất trong lịch sử Mỹ. Ông Campbell cảnh báo việc Moscow giành được quyền kiểm soát khu vực chiến sự ở Ukraine có thể dẫn đến thay đổi cán cân quyền lực ở châu Âu theo chiều hướng mà họ không thể chấp nhận được. Lời cảnh báo của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Moscow tiếp tục tăng cường tấn công Ukraine và trong khi Quốc hội Mỹ rơi vào bế tắc trong việc phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Chúng tôi đã trực tiếp trao đổi về vấn đề này với Trung Quốc và nếu điều này tiếp diễn, nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ Mỹ-Trung. Chúng tôi sẽ không ngồi yên và nói rằng mọi thứ đều đang ổn. Ông Campbell nói thêm, không những vậy, cũng theo tiết lộ của Thứ trưởng Campbell, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi năm 2022 đã cảnh báo với các quan chức Trung Quốc về thông tin tình báo tiên đoán chiến sự ở Ukraine sẽ bùng nổ. Tôi không chắc họ có hoàn toàn tin tưởng chúng tôi hay không, hoặc có thể họ nghĩ rằng đây chỉ là một vấn đề cỏn con thay vì xem điều này là một động thái toàn diện. Ông Campbell bình luận về Bắc Kinh. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết thêm, Trung Quốc đã cảnh giác trước những thất bại ban đầu của Nga và nỗ lực hỗ trợ Moscow xây dựng lại toàn bộ năng lực chiến đấu sau những thất bại đó. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này nhận định, sau hơn 2 năm chiến sự, Nga gần như đã trang bị lại hoàn toàn quân lực và đang đặt ra mối đe dọa đáng kể đối với cả Ukraine và khu vực xung quanh. Đáp trả bình luận của Thứ trưởng Campbell, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, Bắc Kinh và Moscow hoàn toàn có quyền tham gia hợp tác kinh tế và thương mại bình thường. Các hợp tác như vậy không nên bị can thiệp hoặc hạn chế và Trung Quốc cũng không chấp nhận những lời chỉ trích hay áp lực nào từ bên ngoài, bà Mao phát biểu vào chiều ngày 10 tháng 4. Trước đó, Washington đã nhiều lần đe dọa trừng phạt Trung Quốc nếu Bắc Kinh hỗ trợ Nga trong chiến sự ở Ukraine. Các quan chức Mỹ cũng tung ra hàng loạt bằng chứng về việc Nga sử dụng vũ khí được chuyển từ Triều Tiên và Iran ngày càng nhiều để thúc đẩy xung đột. Trong khi đó, cả Triều Tiên và Iran đều là những quốc gia đang phải chịu nhiều lệnh trừng phạt nặng nề từ cộng đồng quốc tế. Ukraine nói trực thăng săn ngầm Oksen K-27 của Nga rơi ở Crimea. Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Plentenchuk cho biết một chiếc trực thăng K-27 của Nga đã bị bắn rơi ở Crimea, tuy nhiên Moscow chưa lên tiếng về thông tin này. Trong bài đăng trên Facebook, người phát ngôn Plentenchuk không cung cấp thêm thông tin chi tiết, bao gồm cả loại vũ khí được dùng để bắn rơi chiếc trực thăng. Trước đó, trong báo cáo sáng ngày 10 tháng 4, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine không đề cập đến việc bắn rơi bất cứ chiếc trực thăng nào. K-27, tên hiệu NATO là Helix Oxen, là loại trực thăng đa nhiệm từ thời Liên Xô, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ chống tàu ngầm của Hải quân. Mẫu trực thăng này có thể phát hiện các tàu ngầm và mục tiêu trên mặt nước, truyền dữ liệu về trung tâm chỉ huy trên bờ, đồng thời tấn công mục tiêu bằng vũ khí sẵn có. Cùng ngày, lực lượng không quân Ukraine cho biết quân đội Nga đã phóng 17 máy bay không người lái tấn công hai tên lửa hành trình Iskander-K và một tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào Ukraine trong đêm 19, rạng sáng mùng 10 tháng 4. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 14 máy bay không người lái ở tỉnh Mykolaiv và Odessa. Ngoài ra, hai tên lửa KH-49 của Nga nhằm vào Odessa cũng bị đánh chặn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.